Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình học hành trình nhân sự cùng với Helen. Trong video ngày hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành để chúng ta tìm hiểu cái thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất, rách, hỏng trên phần mềm kê khai điện tử của e-file các bạn nhé. Ok, chúng ta sẽ đi vào bài học ngay và luôn các bạn nhé. Trước khi đi vào bài học thì chúng ta sẽ điểm qua một cái số cái lưu ý, đó là cái việc cấp lại thẻ bảo hiểm do mất hỏng được tiến hành trên cái phần mềm bảo hiểm e-file này chỉ áp dụng cho các trường hợp mà không thay đổi thông tin trên thẻ bảo hiểm. Ok, tức là chỉ có mất và hỏng cấp lại thôi, còn toàn bộ các thông tin trên thẻ là không được thay đổi. Ok, thế thì trong trường hợp mà mất hoặc hỏng thẻ mà muốn thay đổi thông tin trên thẻ thì chúng ta phải làm như thế nào? Trong trường hợp ví dụ như là một người lao động đã làm mất thẻ, mất và hỏng thẻ và họ muốn thay đổi cái thông tin nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ chẳng hạn, sẽ không thực hiện được trên cái phần mềm bảo hiểm e-file này. Mà trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải làm tờ 201 bản cứng để nộp lên cơ quan bảo hiểm xã hội. Ok, cái lưu ý nữa đó là cái nhiệm vụ này thì có thể thực hiện vào bất kỳ một ngày nào trong tháng, tức là chúng ta sẽ không phải đợi đến một cái thời điểm nhất định thì chúng ta mới thực hiện được cái nghiệp vụ cấp lại thẻ do bị mất và hỏng này. Cái này thì mình cũng lưu ý bởi vì là nó sẽ khác với cái trường hợp mà người lao động yêu cầu chúng ta đổi cái nơi khám chữa bệnh ban đầu. Trong trường hợp mà chúng ta làm ở các công ty, người lao động có yêu cầu là đổi lại nơi khám chữa bệnh ban đầu thì chúng ta chỉ thực hiện được trong tháng đầu tiên của mỗi quý thôi. Ok, như vậy trước khi đi vào cái nghiệp vụ này thì chúng ta cần phải nhớ hai cái lưu ý là như vậy các bạn nhé. Lưu ý thứ nhất đó là chỉ áp dụng được trong trường hợp là không thay đổi thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế. Cái thứ hai đó là có thể thực hiện cái nghiệp vụ này bất kỳ ngày làm việc nào trong tháng. Ok, và để thực hiện cái nghiệp vụ này thì chúng ta cũng sẽ cần cái token key, chữ ký số và một cái tài khoản IBAN đã đăng ký với nhà cung cấp e-file cái phần mềm lên, và chúng ta sẽ chọn đến cái chức năng đó là cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất và hỏng. Ok, chúng ta sẽ tích vào chức năng này và chúng ta cũng sẽ tìm đến cái nút là lập tờ khai. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn cái người lao động mà chúng ta muốn cấp lại thẻ do mất hỏng. Ví dụ như ở đây chúng ta muốn cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất hỏng cho bạn Phạm Thị Bình này. Chúng ta kích vào người lao động và chúng ta nhìn thấy và chúng ta bấm vào nút là cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Ok, bạn Phạm Thị Bình thì đã xuất hiện thông tin ở trong danh sách đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất hỏng đây rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ tìm đến những cái thông tin bôi đỏ để hoàn thành cái tờ khai của chúng ta. Ví dụ như bạn này dân tộc ở đây là dân tộc, chúng ta sẽ chọn là theo cái dân tộc của bạn đấy, dân tộc Kinh này, thành phố nơi bạn ấy sinh sống là Hà Nội này, Ba Đình, quận Phúc Xá chẳng hạn. Ok. Và như vậy là chúng ta khi mà không còn thông tin đỏ nào nữa thì chúng ta sẽ bấm nút là ghi lại và phần mềm sẽ thông báo là cập nhật thành công. Ok, như vậy là chúng ta vừa thực hiện cái việc kê khai cho một cái người lao động mà có đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất và hỏng. Và trong trường hợp mà chúng ta muốn làm cái nghiệp vụ này cho nhiều người thì chúng ta cũng có thể nạp cái dữ liệu từ file Excel vào. Dữ liệu từ file Excel vào thì chúng ta cũng sẽ lấy file mẫu và chúng ta sẽ bấm vào nút là lấy file mẫu ở đây. Ở đây cũng có hai hình thức lựa chọn, đó là file có dữ liệu và file trắng. Chúng ta có thể bấm vào cái file trắng này và chúng ta lấy cái dữ liệu. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn shape và lúc này theo như mặc định thì cái file của chúng ta hiện thị ở dạng Protect View, và để khắc phục cái tình trạng này thì chúng ta sẽ bấm vào Save và chúng ta sẽ Enable Saving ở đây. Lưu ý là đối với các cột chữ màu đỏ thì chúng ta bắt buộc phải nhập nội dung vào. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn thông tin của một bạn và chúng ta bây giờ sẽ tiến hành nạp cái thông tin của bạn này vào phần mềm các bạn nhé. Và lưu ý đó là trước khi nạp dữ liệu vào phần mềm thì chúng ta phải tắt cái file này đi. Ok, chúng ta tắt file và chúng ta sẽ bấm vào nút nạp dữ liệu. Ok,
chúng ta chọn đến cái đường link chứa cái file đó. Ok, file đây. Ở đây có hai hình thức lựa chọn là thay thế toàn bộ và thêm tiếp. Thay thế toàn bộ có nghĩa là nó sẽ thay thế toàn bộ những cái thông tin trên cái lưới hiển thị của chúng ta. Còn nếu như thêm tiếp thì nó sẽ thêm tiếp dữ liệu vào cái lưới này. Ok, ở đây ví dụ chúng ta sẽ chọn cái hình thức nạp dữ liệu là thay thế toàn bộ. Thì thông tin của bạn Nguyễn Thị Anh đã được nạp vào đây rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta cũng sẽ tìm xem là có những cái thông tin nào mà bôi đỏ không để chúng ta hoàn thiện nốt. Ok, bạn Nguyễn Thị Anh này thông tin không có chỗ nào bôi đỏ thì chúng có nghĩa là thông tin của chúng ta đã ok rồi. Ok, và đây có một cái kiểm tra mã số bảo hiểm xã hội thì chúng ta cũng sẽ bấm vào đây để kiểm tra mã. Và khi có thông báo là quá trình thực hiện thành công thì chúng ta bấm ok. Và trong trường hợp mà chúng ta chưa muốn nộp cái danh sách này đi, tức là giữ cái thông tin nhập vào cái phần mềm của chúng ta chưa hoàn thiện, hoặc là chúng ta chưa muốn gửi thông tin đi, thì chúng ta có thể bấm vào cái nút là ghi lại. Ok, ghi lại cập nhật dữ liệu thành công. Và trong trường hợp mà chúng ta muốn sửa cái thông tin này thì chúng ta cũng sẽ bấm vào tờ khai, chúng ta bấm vào nút sửa và chúng ta sẽ tiến hành thao tác sửa trên cái tờ khai này. Còn trong trường hợp mà tờ khai của chúng ta đã làm xong, chúng ta muốn nộp lên cơ quan bảo hiểm luôn thì chúng ta cũng sẽ bấm vào cái chức năng xuất tờ khai để chúng ta nộp cái tờ khai này đi. Khi chúng ta bấm vào xuất tờ khai thì cái thông tin biểu mẫu và tờ khai thì phần mềm sẽ tự động cập nhật cho chúng ta. Và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta cắm USB token key, chữ ký số. Để chúng ta tiến hành nộp tờ khai, chúng ta cắm cái chữ ký số vào và chúng ta sẽ bấm nút nộp tờ khai. Lúc đó thì sẽ có một cái bảng xuất hiện là nộp tờ khai thành công, và lúc đó thì công việc của chúng ta đã hoàn thành. Ok, trên đây mình và các bạn vừa cùng nhau tìm hiểu cái chức năng cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất, rách hỏng trên phần mềm bảo hiểm e-file. Nếu bạn nào muốn lấy tài khoản thực hành thì có thể liên hệ với mình để mình cung cấp cái tài khoản thực hành để chúng ta thực hành thành thạo nghiệp vụ hơn các bạn nhé. Và đặc biệt đối với bạn nào hoặc là doanh nghiệp nào mà muốn mua cái phần mềm e-file với giá ưu đãi thì cũng có thể liên hệ với mình nha. Ok, bài học hôm nay kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.